Máy vi tính có nhiều loại, một vài loại thông dụng nhất là máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại di động. Nhưng các dạng thiết bị khác nhau, chẳng hạn như là máy tính bỏ túi, máy chơi game và TV thông minh đều được xem là máy vi tính. Loại máy vi tính mà chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày được gọi là máy tính cá nhân. Hãy cùng xem qua các thiết bị máy tính cá nhân thông dụng nhất và ứng dụng của chúng. Máy tính để bàn là máy tính cá nhân được thiết kế để đặt yên một chỗ, chẳng hạn như là ở trên bàn. Một máy tính để bàn thường có các cấu kiện riêng biệt là thùng máy, màn hình, loa, bàn phím và con chuột. Những thành phần này phải được kết nối bằng dây cáp. Máy tính để bàn cần được cắm vào nguồn điện để hoạt động. Một chiếc laptop là một máy tính cá nhân xách tay, trong đó các thành phần của máy được lắp ráp chung trong cùng một thiết bị. Laptop tích hợp sẵn bộ vi xử lý, màn hình, bàn phím, loa và bàn ghi chuột. Laptop chạy bằng pin nên không phải lúc nào cũng cần cắm máy vào nguồn điện. Điều này giúp ta dễ dàng đem máy theo để sử dụng. Một máy tính bảng là một dạng máy tính cá nhân xách tay khác. Các thành phần của máy vi tính cấu thành máy tính bảng được gắn trong một thiết bị đơn nhất và chúng thường nhỏ hơn hầu hết các laptop. Kích thước thông thường chỉ bằng một cuốn sách, nhờ kích thước nhỏ tiện bàn tay của chúng nên máy tính bảng thường được dùng cho các hoạt động giải trí như là xem phim hoặc chơi game. Bạn có thể cài đặt các ứng dụng phần mềm vào máy tính bảng để thực hiện nhiều tác vụ khác. Điện thoại thông minh là một dạng thiết bị vi tính cá nhân cầm tay thông dụng, chúng thường đủ nhỏ để cầm trong tay. Ứng dụng chính của điện thoại thông minh là để gọi điện thoại thông qua mạng viễn thông, nhưng chúng có thể được dùng cho nhiều việc khác nữa. Bạn có thể dùng rất nhiều ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh của mình để chụp hình, chơi game, duyệt web, gửi email, đọc tài liệu và hơn thế nữa. Các ứng dụng này rất tiện lợi cho các tình huống cần dùng nhanh. Thông thường, bạn có thể cài đặt thêm những ứng dụng cơ bản vào máy tính để bàn hoặc laptop của mình. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn mà sẽ có rất nhiều thiết bị máy tính cá nhân để bạn có thể dùng làm việc.